dung nhan Phật tước lạ lùng, hào quang soi sáng khắp cùng 10 phương. Từ bi quay đức không lường, ra đời tế độ 6 đường chúng sanh. Được thầy tướng lại nghe danh, cũng nhờ phước đức căn lành trồng sâu. Thế tôn độ tướng nhiệm màu, làm cho muôn loại cúi đầu quý chi tâm đảnh lễ. Tận hư không biển qua giới, quá hiện vị lai đà phương chư Phật. Tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngữ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Long qua giáo dụ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hồi Thượng Phật Bồ chi tâm đảnh lễ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Dung Bồ Tát. Hương sông ai đằng bao ai giới ai đình huệ Đà trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe điều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này sanh qua cõi Cực Lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp cao siêu, rất thầm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đằng chuyên trị niệm quyền tỏ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô kỳ viên hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô kỳ viên hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô kỳ viên hội thượng Phật Bồ Tát. Phật mới kinh A Di Đà, đây là những điều tôi đã được nghe Phật nói vào một thời người còn cư trú ở tu viện. Cấp cô độc trong vườn cây của Thái tử Kỳ Đà, hồi đó cùng ở bên Phật có 1250 vị khất sĩ. Trong đó có những vị A-la-hán đệ tử lớn của Phật mà ai cũng biết đến như các thầy Xá Lợi, Phất Mục, Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên, Viên Câu, Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi, Bàn Đà, Già Nán Đà, A Nán Đà, La Hầu, La Kiều, Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô, Phà Lá Đỏ, Ca Lô Đà Di, Kiếp Tân Na Bà, Câu La và A Nậu Lâu Đà. Lại cũng có mặt các vị Bồ Tát đại nhân như Văn Thù, A Vật Đá, Càng Đà, Há Đề, Thường Tinh Tấn và rất nhiều các vị Bồ Tát lớn như thế. Cùng với chư thiên như Thích Đệ Hoàng Như nhiều đến vô lượng điều cùng có mặt lúc bấy giờ. Phật gọi Xá Lợi, Phất và Bảo: từ đây đi qua phương Tây, cách vạn mười vạn ức cõi Phật cõi một, thế giới gọi là Cực Lạc. Trong cõi ấy có một vị Phật tên là A Di Đà, hiện đang thuyết pháp này xá lợi Phật đất nước ấy. Vì sao tên là Cực Lạc? Bởi vì dân chúng trong nước ấy không biết khổ là gì, chỉ hưởng thụ mọi thứ an lạc, cho nên cõi ấy được gọi là Cực Lạc. Này nữa xá lợi Phất, ở nước Cực là có bãi lớp lan can, bãi lớp lưới văn, bãi lớp hàng cây. Tất cả đều được làm bằng bốn thứ châu bào, bao quanh dép vọng. Vì vậy cõi ấy được gọi là Cực Lạc. Này nữa xá lợi Phất, ở nước Cực là có rất nhiều hồ thất bào, chưa đầy thứ nước có tám công đức. Dưới đáy hồ toàn là cát vàng, bốn bên hồ có những lối đi làm bằng vàng bạc, lưu ly và hoa lê. Phía trên các con đường ấy lại có vô số lâu đài cũng được xây dựng, và trang trí bằng các chất liệu vàng bạc, lưu ly, pha lê, xa cờ, xích châu và mã nào. Sen trong các hồ lớn như những chiếc bánh xe sen xanh chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, sen trắng chiếu hào quang trắng. Hương sen tỏ ra vi diệu và tinh khiết xá lợi Phất. Nước Cực Lạc được tô điểm bằng những cái đẹp như thế này. Nửa xá lợi Phất, ở nước Phật ấy người ta thường được nghe nhạc từ không vọng xuống đất, được làm bằng vàng ròng. Mỗi ngày sau lần có mưa qua mãn Đà La rơi xuống, dân chúng nước ấy có thói quen buổi sáng lấy lạng ngưng đầy cá bông qua màu nhiệm mấy để đem đi cúng dường. Các vị Phật đang cư trú ở vô số các cõi Phật khác, đến giờ cơm trưa mỗi người đều về kịp nước mình để ăn cơm rồi đi kinh hành. Xá lợi Phất, nước Cực Lạc đẹp tuyệt vời như thế đấy. Này nữa xá lợi Phất, ở nước Cực Lạc kia thường có nhiều loại chim đủ màu rất kỳ diệu, như hạt trắng cộng tước anh vũ, xá lợi ca lân tầng già và cộng mãn. Những con chim mây sao buổi mỗi ngày thường hót lên những âm thanh hòa nhã. Trong giọng hót của chúng người ta nghe được tiếng diện xưa môn ngủ Phật. Dân chúng trong nước nghe được những pháp âm như thế, điều nhiếp tâm trở về thực tập niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Xá lợi Phật Thầy đừng tưởng rằng các loài chim ấy được sanh ra trên căn bản nghiệp báo. Tại sao, tại vì ở nước Phật kia không có ba nẻo đường. Đen tối là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Xá lợi Phất ở nước ấy danh từ ác đạo mà còn không có huống hồn. Là sự thật về ác đạo, những con chim kia đã được Phật A Di Đà biến hóa ra với một đích là làm cho pháp âm được tuyên lưu rộng rãi trong xứ của Ngài. Xá lợi Phất ở nước Phật ấy, mỗi khi có gió nhẹ sao động các hàng cây và các màn lưới châu báu, thì người ta được nghe những âm thanh vi diệu giống như là có trăm ngàn nhã khí cùng mà được tấu lên một lần. Người dân nước ấy mỗi khi nghe các âm thanh kia thì đều nhiếp tâm niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Xá lợi Phất Thầy nghĩ sao Đức Phật kia tại sao có tên là A Di Đà? Xá lợi Phất tại vì Đức Phật ấy là ánh sáng vô lượng, có thể chiếu soi được tất cả các cõi nước trong mười phương, mà ánh sáng ấy không hề bị ngăn cách. Vì vậy nên Ngài được gọi là A Di Đà. Hơn nữa Xá lợi Phất thọ mạng của Đức Phật ấy cũng như của dân chúng trong nước Ngài là thọ mạng vô lượng kéo dài đến vô lượng vô biên kiếp tăng kỳ. Vì vậy cho nên danh hiệu của Ngài là A Di Đà. Xá lợi Phất từ khi Phật A Di Đà thành đạo đến nay tính ra là đã 10 kiếp này nữa. Xá lợi Phất số đệ tử Thanh Văn đã đắc quả La Hán của Đức Phật ấy nhiều vô lượng, không thể đếm được bằng toán học. Số đệ tử Bồ Tát của Ngài cũng đông đảo như thế này. Xá lợi Phất nước Phật kia đã được xây dựng bằng những công đức đẹp đẽ như thế này nữa. Xá lợi Phất tất cả những ai sanh về nước Cực Lạc đều có tư cách bất thôi chuyện. Trong số ấy có nhiều vị đã là Bồ Tát nhất sanh Bổ Sư, số lượng của các vị này đông đảo vô cùng, không thể dùng toán học mà kiểm đếm được. Ta chỉ có thể dùng dùng danh từ vô số tấn kỳ mới diễn tả mà thôi xa lợi Phật. Chúng sanh mọi nơi khi nghe nói tới nước Cực Lạc điều nên phát tâm sanh về nước ấy. Tại sao, tại vì sanh về nước ấy thì sẽ được sống chung và gần gũi với rất nhiều các bậc thiên nhân cao đức xá lợi quốc nhân kẻ thiếu phước đức và căn lành. Thì ít hy vọng được sanh về cõi ấy, vì vậy xá lợi Phật người con trai lành hay người con gái lành này nào muốn sanh về cõi ấy, thì khi nghe đến danh hiệu Phật A Di Đà phải nắm lấy danh hiệu ấy mà hết lòng thực tập quán niệm theo phương pháp nhất tâm bất loạn. Hoặc trong vòng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày hay 7 ngày, người ấy đến khi lâm chung sẽ được thấy Phật A Di Đà. Và các vị thanh chúng nước ấy hiện ra trước mặt trong giờ phút mấy tâm trí người kia sẽ được an trú trong đền, không hề điên đảo và tan loạn. Do đó người ấy được vãng sanh ngay về nước Cực Lạc xá lợi Phật. Vì thấy được cái lợi ích lớn lao này cho nên tôi muốn nói với quý vị rằng những ai đang nghe tôi nói đây hãy nên phát nguyện sanh về nước ấy xá lợi Phật. Nếu trong giờ phút hiện tại tôi đang ca ngợi những lợi ích và công đức không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà, thì tại phương Đông có các vị Phật Xúc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm và các vị Phật khác đông như số các sông hàng. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tướng lưới rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới. Tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi, quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm xá lợi Phật. Tại phương Nam có các vị Phật Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn và các vị Phật khác đông như số cá sông hàng. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, Biểu lộ tương lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm xa lợi Phật. Tại phương Tây có các vị Phật vô lượng thọ, Phật vô lượng tướng, Phật vô lượng tràng, Phật đại quang, Phật đại minh, Phật bảo tướng, Phật tịnh quang và các vị Phật khác. Đông như số các sông hàng vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tướng lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và tôn lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán vào niệm xa lợi Phật. Tại phương Bắc có các vị Phật Diệm Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trời, Phật Nhật Sanh, Phật Vọng Minh và các vị Phật khác. Đông như số cá sông hàng vĩ nào cũng đang ngồi tại vất độ của mình, biểu lộ tương lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm xa lời Phật. Tại phương hạ có các vị Phật Sư Tử, Phật Danh Dân, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp và các vị Phật khác. Đông như số các sông hàng vĩ nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tương lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm xa lợi Phật. Tại phương thượng có các vị Phật Phạm Âm, Phật Tu Dương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo và Nghiêm Thân, Phật Ta La Thọ Dương, Phật Bảo Và Đức, Phật Kiên Nhất Thiết Nghĩa, Phật Phật tu di sơn và các vị Phật khác đông như sổ cá sông Hàn. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình biểu lộ thương lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới. Tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình này toàn thể chúng sanh các cõi. Quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xứng tán và hổ niệm. Xá lợi Phật Thầy nghĩ sao, tại sao gọi kinh này là kinh mà tất cả các Phật đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm? Sợ gì như thế là vì những người con trai hoặc con gái nhà lãnh nào nghe được kinh này và nghe được danh hiệu Phật A Di Đà hết lòng hành trì và thực tập theo pháp niệm Phật, thì những vị ấy sẽ được tất cả các vị Phật hộ niệm và tất cả sẽ đạt tới quả vị giác ngộ cao tột, không còn bị thối chuyện gì. Vậy cho nên quý vị hãy nên tin vào lời tôi đang nói, và cũng là lời chư Phật đang nói. Xá lợi Phật, trong khi tôi đang ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, thì chư Phật cũng đang xưng tán công đức không thể nghĩ bàn của tôi và nói Phật Thích Ca Mâu Ni thật là hiếm có ai trong cõi ta bà đầy dày năm yếu tố. Ô nhiễm là kiếp trượt kiến, trượt phiền não, trượt chúng sanh, trượt và mạng trượt mà Ngài có thể chứng đắc được qua vị giác ngộ vô thường, và còn tuyên thuyết được cho chúng sanh nhân pháp môn mà bất kỳ ở đâu mới nghe qua người ta cũng rất có mà phát sanh niềm tin. Xá lợi Phật Thầy nên hiểu cho rằng cư trú trong thế giới đầy năm loại ô nhiễm này mà đạt tới quả vị giác ngộ vô thường, và còn diễn giải được cho mọi giới những pháp môn rất khó tin như pháp môn này. Đó là một việc làm quá là cực kỳ khó khăn. Nghe Phật nói kinh này, thầy Xá Lợi Phật tất cả các vị khất sĩ và mọi giới thiên nhân A Tu La vân vân, ai cũng phát lòng tin tưởng tiếp nhận làm lễ Phật và đối về chủ xứ của mình. Kính tin yêu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát quán tự tại, khi quan chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, bỗng soi thấy năm quận đều không có tự tánh thật chứng điều ấy trong Ngài dược thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Nghe đây xá lợi tự sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính thực là không, không chính thực là sắc. Còn lại bốn quần kia cũng đều như vậy, cả xá lợi tự nghe đây thể mọi pháp đều không, không sanh cũng không diệt. Không như cũng không sạch, không thêm cũng không bớt, cho nên trong tánh không, không có sắc tỏ tượng, cũng không có hành thức, không có nhãn nhị tỳ. Thiệt thân ý sáu căn không có sắc, thanh hương vị xúc pháp sáu trần không có 18 giới, từ nhãn đến ý thức. Không hề có vô minh, không có hết vô minh, cho đến không lão tử cùng không hết lão tử, không khổ tập giết đạo. Không chỉ cùng không đắc, vì không có sợ đắc, nên một vị Bồ Tát nương diệu pháp trí độ, tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi. Xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đạo, đạt niết bàn tuyệt đối. Chư Phật trong ba đời ý diệu pháp trí độ, nên đắc vô thượng giác. Vậy nên phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thường, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn nói câu thần chú trí độ Bát Nhã Ba La Mật. Nói xong Đức Bồ Tát liền đọc thần chú rằng: yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà. Nam mô A Di Đà bà già đa tha già đa già đa điệt già tha di dị đô bà tề a di dị đa tất đam bà tề a di dị đa tề ca lan đế a di dị đa tề ca lan đa già di ni già già na chi đa ca lễ ta bà. Nam mô A Di Đà bà già đa đa già đa già đa điệt già tha di dị đô bà tề a di rị đa tất đam bà tề a di rị đa tề ca lan đê a di rị đa tề ca lan đa già di ni già già na chi đa ca lệ ta bà. Nam mô A Di Đà bà già đa tha già đa điệt già tha di trì đô bà tề a di trì đa tất đam bà tề a di trì đa tề ca lan đế a di trì đa tề ca lan đa già di ni già già na di đa ca lệ ta bà. Sông ấy dài muôn dầm đại bi tín dân đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô 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 đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại thế chí Bồ Tát. Nam mô đại thế chí Bồ Tát. Nam mô đại thế chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Thế tôn lời giải tỏ tường mấy điều quán tưởng phải thường xét ra. Chúng sanh rồi phải bị già, không mà ai tránh khỏi lúc mà qua cánh tàn. Chúng sanh bệnh tật phải mang, không mà ai sống môi mài bình an mạnh lành. Chúng sanh sợ chết sẵn dành, không ai tránh khỏi tự sanh đến kỳ. Chúng sanh phải chịu chia ly và từ tất cả ra đi một mình, mang theo không mà buông. Nay con nương tấn pháp mà dương niết bàn chứng đất các tường an vui một quyền kinh lễ như lai hai quyền sân tán công dày thế tôn ba quyền tu phước cúng dường bốn quyền sám hối nghiệp mà vướng tội trần năm quyền tùy hãy công mà vương sáu quyền tánh chuyển pháp mà luôn độ đời bái quyền thánh Phật ở đời tam quyền học Phật cho người tâm mà linh chính quyền hằng thuận chúng mà sanh mười quyền hồi hướng phước lành khắp nơi tụng kinh là hạnh tốt lành vô biên phước đức sẵn dành chúng mà sanh nguyện cho tất cả hàm linh tại điều tối ngộ phẩm kinh diệu quyền nguyện tiêu ba chướng não quyền được nguồn trí tuệ phá xiềng vô minh nguyện trừ tội chướng điều linh hạnh lành Bồ Tát thường tinh tấn làm nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm qua sen chính phẩm là hàng mẹ cha qua nợ thấy Phật hiện ra vô sanh chứng ngộ bạn ta thánh hiền nguyện đem công đức hiện tiền hướng về khắp cả các miền gần xa con già cha mẹ ông bà chúng sanh giác ngộ trang hòa pháp thân từ quy y Phật đưa nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm từ quy y pháp đường nguyện chúng Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Được thầy tướng lại nghe danh, cũng nhờ phước đức căn lành trồng sâu. Thế tôn độ tướng nhiệm màu, làm cho muôn loại cúi đầu quý chi tâm đảnh lễ. Nam mô tận hư không biển pháp giới, quá hiện vị lai đà phương chư Phật. Tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam ái bào. Chi tâm đảnh lễ. Giáo chủ điều ngữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Long qua giáo chủ Di Lặc Tôn Phật, đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi A Di Đà Phật. Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, đại thế chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải dung Bồ Tát. Hương sông ai đằng bao ơi giới ai đình huệ dài thoát chi kiến quy khôn lường gạo gạt khắp muôn ngày phương ấy thanh ấy tình tâm mà để tự nguyện cung dường. Nam mô Hoài Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo ấy. Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo. Cuối lại đấng tam giới tôn quy mạng cùng mười phương Phật ấy. Con nay phát nguyện rộng thọ trì kinh Di Đà trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe điều phát lòng Bồ Đề hết một báo thân này sanh qua cõi Cực Lạc. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp cao siêu rất thầm sâu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đằng chuyên trị Phật Bồ Tát ấy. Nam mô Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát ấy. Nam mô Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Phật. Mới kinh A Di Đà đây là những điều tôi đã được nghe Phật nói vào một thời người còn cư trú ở tu viện, cấp cô độc trong vườn cây của Thái tử Kỳ Đà. Hồi đó cùng ở bên Phật có 1250 vị khất sĩ, trong đó có những vị là đệ tử lớn của Phật mà ai cũng biết đến như các thầy Xá Lợi, Phất, Mục, Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên, Viên Câu, Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi, Bàn Đà, Già Nán Đà, A Nán Đà, La Hầu, La Kiều, Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô, Phà Lá Đỏ, Ca Lô Đà, Di Kiếp, Tân Na Bà, Câu La và A Nậu Lâu Đà. Lại cũng có mặt các vị Bồ Tát đại nhân như Văn Thù A Vật Đa Càng Đà Đề Thường Tinh Tấn và rất nhiều các vị Bồ Tát lớn như thế, cùng với chư thiên như Thích Đệ Hoàng Như nhiều đến vô lượng điều cùng có mặt lúc bấy giờ. Phật gọi Xá Lợi Quốc và bảo: từ đây đi qua phương Tây cách khoảng 10 vạn ức cõi Phật, cõi một thế giới gọi là Cực Lạc. Trong cõi ấy có một vị Phật tên là A Di Đà, hiện đang thuyết pháp này. Xá Lợi Phất đất nước ấy vì sao tên là Cực Lạc? Bởi vì dân chúng trong nước ấy không biết khổ là gì, chỉ hưởng thụ mọi thứ an lạc, cho nên cõi ấy được gọi là Cực Lạc. Này nữa Xá Lợi Phất, ở nước Cực là có bãi lớp lan can, bãi lớp lưới văn, bãi lớp hàng cây. Tất cả đều được làm bằng 4 thứ châu bào, bao quanh dép vòng. Vì vậy cõi ấy được gọi là Cực Lạc. Này nữa Xá Lợi Phất, ở nước Cực Lạc có rất nhiều hồ thất bào, chưa đầy thứ nước có tấm công đức. Dưới đáy hồ toàn là các vàng, 4 bên hồ có những lối đi làm bằng vàng bạc, lưu ly và hoa lê. Phía trên các con đường ấy lại có vô số lâu đài cũng được xây dựng và trang trí bằng các chất liệu vàng bạc, lưu ly, pha lê, xa cờ, xích châu và mã đào. Sen trong các hồ lớn như những chiếc bánh xe sen xanh chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, sen trắng chiếu hào quang trắng. Hương sen tỏ ra vi diệu và tinh khiết. Xá Lợi Phất, nước Cực Lạc được tô điểm bằng những cái đẹp như thế này. Nữa Xá Lợi Phất, ở nước Phật ấy người ta thường được nghe nhạc từ không vọng xuống đất, được làm bằng vàng ròng. Mỗi ngày 6 lần có mưa qua Mãn Đà La rơi xuống. Dân chúng nước ấy có thói quen buổi sáng lấy lạng ứng đầy cá bông qua màu nhiệm mấy để đem đi cúng dường. Các vị Phật đang cư trú ở vô số các cõi Phật khác, đến giờ cơm trưa mỗi người đều về kịp nước mình để ăn cơm rồi đi kinh hành. Xá Lợi Phất phất nước Cực Lạc đẹp tuyệt vời như thế đấy này nữa. Xá lợi Phất ở nước Cực Lạc kia thường có nhiều loại chim đủ màu rất kỳ diệu, như hạt trắng cộng tước anh vụ. Xá lợi ca lân tầng già và cộng mãn những con chim mây sao buổi mỗi ngày thường hót lên những âm thanh hòa nhã. Trong giọng hót của chúng người ta nghe được tiếng diện dương ca pháp môn ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần. Dân chúng trong nước nghe được những pháp âm như thế điều nhiếp tâm trở về thực tập niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Xá lợi Phất thầy đừng tưởng rằng các loài chim ấy được sanh ra trên căn bản nghiệp báo. Tại sao? Tại vì ở nước Phật kia không có ba nẻo đường. Đen tối là địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Xá lợi Phất ở nước ấy danh từ ác đạo mà còn không có huống hồn, là sự thật về ác đạo. Những con chim kia đã được Phật A Di Đà biến hóa ra với một đích là làm cho pháp âm được tuyên lưu rộng rãi trong xứ của Ngài. Xá lợi Phất ở nước Phật ấy mỗi khi có gió nhẹ sao động các hàng cây và các màn lưới châu báu, thì người ta được nghe những âm thanh vi diệu giống như là có trăm ngàn nhã khí cùng mà được tấu lên một lần. Người dân nước ấy mỗi khi nghe các âm thanh kia thì điều nhiếp tâm niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Xá lợi Phất thầy nghĩ sao Đức Phật kia tại sao có tên là A Di Đà? Xá lợi Phất tại vì Đức Phật ấy là ánh sáng vô lượng có thể chiếu soi được tất cả các cõi nước trong mười phương, mà ánh sáng ấy không hề bị ngăn cách. Vì vậy nên Ngài được gọi là A Di Đà. Hơn nữa Xá lợi Phất thọ mạng của Đức Phật ấy cũng như của dân chúng trong nước Ngài là thọ mạng vô lượng kéo dài đến vô lượng vô biên kiếp tăng kỳ. Vì vậy cho nên danh hiệu của Ngài là A Di Đà. Xá lợi Phất từ khi Phật A Di Đà thành đạo đến nay tính ra là đã 10 kiếp này nữa. Xá lợi Phất số đệ tử Thanh Văn đã đắc quả La Hán của Đức Phật ấy nhiều vô lượng không thể đếm được bằng toán học. Số đệ tử Bồ Tát Tát của Ngài cũng đông đảo như thế này. Xá lợi quốc nước Phật kia đã được xây dựng. Bằng những công đức đẹp đẽ như thế này nữa, Xá lợi quốc tất cả những ai sanh về nước Cực Lạc đều có hư kết. Bất thôi chuyện trong số ấy có nhiều vị đã là Bồ Tát nhất sanh. Bộ sư số lượng của các vị này đông đảo vô cùng, không thể dùng toán học mà kiểm đếm được. Ta chỉ có thể dùng danh từ vô số tăng kỳ mới diễn tả mà thôi. Xá lợi Phật, chúng sanh mọi nơi khi nghe nói tới nước Cực là điều nên phát tâm sanh về nước ấy. Tại sao, tại vì sanh về nước ấy thì sẽ được sống chung và gần gũi với rất nhiều các bậc thiên nhân cao đức. Xá lợi quốc nhận kẻ thiếu phước đức và căn lành thì ít hy vọng được sanh về cõi ấy. Vì vậy Xá lợi quốc, người con trai lành hay người con gái lành này nào muốn sanh về cõi ấy thì khi nghe đến danh hiệu Phật A Di Đà phải nắm lấy danh hiệu ấy mà hết lòng thực tập quán niệm theo phương pháp nhất tâm bất loạn. Hoặc trong vòng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày hay 7 ngày, người ấy đến khi lâm chung sẽ được thấy Phật A Di Đà. Và các vị thanh chúng nước ấy hiện ra trước mặt trong giờ phút mấy. Tâm trí người kia sẽ được an trú trong đền, không hề điên đảo và tan loạn. Do đó người ấy được vãng sanh ngay về nước Cực Lạc. Xá lợi Phật, vì thấy được cái lợi ích lớn lao này cho nên tôi muốn nói với quý vị rằng những ai đang nghe tôi nói đây hãy nên phát nguyện sanh về nước ấy. Xá lợi Phật, nếu trong giờ phút hiện tại tôi đang ca ngợi những lợi ích và công đức không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà, thì tại phương Đông có các vị Phật Xúc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm và các vị Phật khác đông như số các sông hàng. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tướng lưới rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới. Tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi, quý vị ai nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem mất lòng xưng tán và hộ niệm xa lợi Phật. Tại phương Nam có các vị Phật Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Cô Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn và các vị Phật khác đông như sổ cá sông hàng. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tương lưỡi rộng dài của các vị, bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên, và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi, quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm xa lợi Phật. Tại phương Tây có các vị Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Tướng, Phật Vô Lượng Tràng, Phật Đại Quang, Phật Đại Minh, Phật Bảo Tướng, Phật Tịnh Quang và các vị Phật khác đông như số các sông hàng. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tướng lưỡi rộng dài của các vị, bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên, và tôn lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi, quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán vào niệm xa lợi Phật. Tại phương Bắc có các vị Phật Diệm Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trời, Phật Nhật Sanh, Phật Vọng Minh và các vị Phật khác đông như số cá sông hàng. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tương lưỡi rộng dài của các vị, bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên, và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi, quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm xa lời Phật. Tại phương Hạ có các vị Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp và các vị Phật khác đông như số các sông hàng. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tương lưỡi rộng dài của các vị, bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên, và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sanh các cõi, quý vị hãy nên tin vào kinh này kính mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm xa lợi Phất. Tại phương thượng có các vị Phật Phạm Âm, Phật Tu Dương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo và Nghiêm Tân, Phật Ta La Thọ Dương, Phật Bảo Vơ Đức, Phật Kiên Nhất Thiết Nghĩa, Phật Tu Di Sơn và các vị Phật khác đông như sổ cá sông Hàn. Vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình này biểu lộ thương lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới. Tam thiên đại thiên và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình này toàn thể chúng sanh các cõi. Quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm xa lợi Phật. Thầy nghĩ sao, tại sao gọi kinh này là kinh mà tất cả các Phật đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm? Sợ gì như thế là gì những người con trai hoặc con gái nhà lãnh đạo nghe được kinh này và nghe được danh hiệu Phật A Di Đà hết lòng hành trì và thực tập theo pháp niệm Phật, thì những vị ấy sẽ được tất cả các vị Phật hộ niệm và tất cả sẽ đạt tới quả vị giác ngộ cao tột, không còn bị thối chuyện gì. Vậy cho nên quý vị hãy nên tin vào lời tôi đang nói, và cũng là lời chư Phật đang nói. Xa lợi Phất, trong khi tôi đang ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, thì chư Phật cũng đang xưng tán công đức không thể nghĩ bàn của tôi và nói Phật Thích Ca Mâu Ni thật là hiếm có ai trong cõi ta bà đầy dày năm biểu tố. Ô nhiễm là kiếp trượt kiến, trượt phiền não, trượt chúng sanh, trượt và mạng trượt mà Ngài có thể chứng đắc được qua vị giác ngộ vô thường, và còn tuyên thuyết được cho chúng sanh nhân quá môn mà bất kỳ ở đâu mới nghe qua, người ta cũng rất có mà phát sanh niềm tin. Xa lời Phật, thầy nên hiểu cho rằng cư trú trong thế giới đầy năm loại ô nhiễm này mà đạt tới quả vị giác ngộ vô thường, và còn diễn giải được cho mọi giới những pháp môn rất khó tin như pháp môn này. Đó là một việc làm quá là cực kỳ khó khăn. Nghe Phật nói kinh này, thầy xá lợi Phất tất cả các vị khất sĩ và mọi giới thiên nhân a tu la vân vân. Ai cũng quát lòng tin tưởng tiếp nhận làm lễ Phật và đối về chủ xứ của mình. Kính tin yêu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát quán tự tại khi quan chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật. Bỗng soi thấy năm quận đều không có tự tánh thật chứng điều ấy trong Ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Nghe đây xá lợi tự sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính thực là không, không chính thực là sắc. Còn lại bốn quần kia cũng đều như vậy, cả xá lợi tự nghe đây thể mọi pháp đều không, không sanh cũng không diệt. Không như cũng không sạch, không thêm cũng không bớt, cho nên trong tánh không không có sắc tỏ tượng, cũng không có hành thức, không có nhãn nhị tỳ. Thiệt thân ý sáu căn không có sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, không có 18 giới từ nhãn đến ý thức. Không hề có vô minh, không có hết vô minh, cho đến không lão tử cùng không hết lão tử, không khổ tập giết đạo. Không chỉ cùng không đắc, vì không có sợ đắc nên một vị Bồ Tát nương diệu pháp trí độ, tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi. Xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đạo, đạt niết bàn tuyệt đối chư Phật trong ba đời ý diệu pháp trí độ. Nên đắc vô thượng giác, vậy nên phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thường, là linh chú tuyệt đỉnh, là chân lý bất vọng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn nói câu thần chú trí độ Bát Nhã Ba La Mật. Nói xong Đức Bồ Tát liền đọc thần chú rằng: yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà. Nam mô A Di Đà bà già đa tha già đa già đa điệt già tha di dị đô bà tề a di dị đa tất đam bà tề a di dị đa tề ca lan đế a di dị đa tề ca lan đa già di nị già già na chi đa ca lễ ta bà. Nam mô A Di Đà bà già đa đa già đa già đa điệt già tha di dị đô bà tề a di rị đa tất đam bà tề a di rị đa tề ca lan đê a di rị đa tề ca lan đa già di ni già già na chi đa ca lệ ta bà. Dạ đa Bà Tỳ. A Di Đà Tất Đam Bà Tỳ A Di Đà Tỳ Ca Lan Đế A Di Đà Tỳ Ca Lan Đế Già Di Đề Già Già Na Di Đà Ca Lệ Ta Bà Sông rồi phải bề tạng chúng sanh bạn tật phải mang không mà ai sống môi mày bình an ai mạnh lành chúng sanh sợ chết sẵn dành không ai tránh khỏi tự sanh đến kỳ chúng sanh phải chịu chia ly và từ tất cả ra đi một mình mang theo gánh nghiệp ba sinh theo ta như bóng theo hình không mà buông nay con nương tấn pháp mà dương niết bàn chứng đất các tường an vui một quyền kính lễ như lai hai quyền xưng tán công dày thế tôn ba quyền tu phước cúng dường bốn quyền sám hối nghiệp mà vướng tội trần năm quyền tùy hãy công mà vương sáu quyền tỉnh chuyển pháp mà lung độ đời bảy quyền thánh Phật ở đời tam nguyện học Phật cho người tâm mà linh chính quyền hằng thuận chúng mà sanh mười quyền hồi phước lành khắp nơi tụng kinh là hạnh tốt lành vô biên phước đức sẵn dành chúng mà sanh nguyện cho tất cả hàm linh tại điều tối ngộ phẩm kinh diệu quyền nguyện tiêu ba chướng não phiền được nguồn trí tuệ phá xiềng vô minh nguyện trừ tội chướng điều linh hạnh lành Bồ Tát thường tinh tấn làm nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm qua xe chính phẩm là hàng mẹ cha, qua nợ thấy Phật hiện ra, vô sanh chứng ngộ bạn ta thánh hiền, nguyện đem công đức hiện tiền hướng về khắp cả các miền gần xa. Con và cha mẹ ông bà chúng sanh giác ngộ trang hòa pháp thân, từ quy Phật đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.